ơi, hay quá. Dù biết tình yêu có thể chân tình, mua lại bắn cho nít coi tối tối kia kia nào đỏ nè, đẹp vương nội bá đó ngọc kiều quanh đó nè. Không biết thiệt, anh không gành ca sĩ mà phải em không ca sĩ. Phải má ơi. Ừ phải đi em nghe. Ủa nãy vô anh còn nói là ca sĩ Ngọc Kiều Oanh. Ờ anh vậy giờ Ngân hát nè. Giờ mà ca hay gì ta? Ca sĩ Ngân có không? Chị Ngân có anh mừng hát ảnh lên Ngân. Giờ mấy con hát. Thôi, tắt lại anh mời. Ủa nghĩ sao Ngọc Kiều Oanh đứng sân khấu lớn như vậy? Không ai như tại bà đó bà đội. Tại bà đó bà hát cái gì thì không ai dám hát á, không ai dám hát luôn. Ngọc mà. Ngọc bà lại quên không? Không ai. Gì anh? Cái hơi mình nó xi măng đúng rồi. Cháy.
nhẹ đó, tại bà đó, bà nội. Bữa nào có gì ngủ đi xe vậy? Bà gì? Dường Ngân hả? Dường bà Phương hát không? Bà Phương hát không? Ủa? Bà Phương hát chung với anh Mượn, bạn đi Ngân. Bữa nay sao ông điện sang xâm lên? Không luôn, không hát luôn hả? Không, 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 anh Mượn hát không? Có chiều hành mẹ em. Thôi với chị Hiệp hát bài đi. Thôi, giờ hát không nổi đâu. Vậy hả? Ờ, cho hát cái bẻ đi. Ca sĩ vô hát bẻ nghỉ. Bê tê không đủ cỡ. Hát chi, hát chị Quanh đi. Thôi, 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 bà trong nữ, bà hát chi nhân nữ. Bà hát chi nhân chồng trai thì được. Bây giờ hỏi giới thiệu chương trình sinh nhật Minh cho con chị Hiệp bánh kìa. Chương trình ai nữa? Bạn Lai. Trang, hát cho mẹ bạn ơi Trang. Ờ, hả nè. Quanh cái hai cho mẹ coi. Ê, Trang ơi, bây giờ con hát một bản để dành tặng cho bạn của con. Một bản rồi ngưng, rồi cứ luôn. Trang, hãy luôn. Rồi ngưng. Ok. Không có ngưng. Rồi lỡ bạn ta muốn hát nữa sao?